hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện của tỉnh Vĩnh Phúc do tập đoàn Compan đầu tư có tổng vốn là 700 triệu đô la Mỹ, tổng diện tích là 327 ha. Riêng dự án nhà máy lắp ráp máy tính xách tay của Compan đã là 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngoài một dây chuyền lắp ráp máy tính đang hoạt động cầm chừng, còn lại khu công nghiệp này vẫn đang bị bỏ trống. Theo kế hoạch, từ năm 2009 sẽ có 13 nhà sản xuất linh kiện cho chúng tôi sẽ đầu tư vào đây. Tuy nhiên, do sự tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đã khiến dự án bị chậm tiến độ. Tập đoàn đang cùng tỉnh Vĩnh Phúc tìm một số phương án để nhằm tiếp tục thu hút các nhà đầu tư để lấp đầy khu công nghiệp.